Trung Kim Ô Tô chào tất cả anh em. Em có phục dựng chiếc xe cho bác Mùi ở Bắc Linh. Thì lúc bác gửi cho em là một chiếc xe gọi là nó xấu. Đấy thì bây giờ em phục dựng xong xuôi đây. Giao xe đi kiểu đi lòe khách đi. Giao bên đêm đây cả giao cho tối đây do bác. Bác còn chẳng muốn kiểm tra. Nói chung là danh dự là chính bác kể chưa? Đúng rồi. Còn trước khi là bác nhận xe em đã gọi điện cho bác một vòng rồi mà, đúng không? À, cái đoạn này nhiều cỗ quá. À, bác làm cỗ à? Không, mình làm ấy thôi, công nghiệp nhưng mà hôm nay đi cỗ nhiều. À, nói chung là em nói thật bác này, kể cả bác nhận xe xong là có bất kỳ vấn đề gì em chịu trách nhiệm mà, không lo. Nhưng có cái này em vẫn muốn cái tâm lý ấy, tâm lý kiểm tra tí. Đã giao tối thì chớ lại còn giao chỗ tối. Anh em nên nhớ là tất cả giao xe này là giao bằng cái niềm tin. Đấy. Cả đăng ký đã, lấy cả đăng ký cho bác đi. Xe này là bác gửi cho em phục dựng 20 triệu anh em ạ. Đèn cao thấp là do bác nhé. Ok. Đó, bác đi thử đi xong nào. Ra cho sáng tí. Nổ từng tiếng. Có hết xăng rồi thôi. Để ra cho sáng này, ra cho nó sáng sáng đi. Cái này bác ấy đi. Bật cái đèn nó to lên này. Bác đi thử ra kia nhá, ra cho con bia cho nó sáng nhá. Không cần đâu. Xoay cái xe cho sướng. Nó bảo không cần. Nha anh em nhá, đây bảo chủ quán là anh đấy đăng ký. Bác còn bảo không cần đi thử nữa mà. Con này đèn mo nó sao em nhỉ? Nó chắc nó chưa chập chờn không? Nó chưa về số hết đấy. Đấy thấy chưa? À. Thấy chưa? Vẩy phát về mỗ luôn. Vẩy nhẹ vào đây cho sáng vậy. Cho đây cho sáng. Đây là do bác ấy nhá. Em muốn bác về nhà cho ra cho sáng. Nhà anh nó hơi chật. Vâng, không phải. Cái vấn đề video này nhiều cộng đồng mạng người ta không hiểu. Nhà sao Trung Kiên toàn đi giao đêm để lòe người rồi. Đã giao cho tối, các bác xem lỗ từng tiếng. Ok. Đó. Còn tiền đấy bác chuyển khoản hay là đếm tiền mặt? Đây anh chuyển khoản. Đó. Bác chuyển nhá. Ok. Anh em thấy chưa? Em có quay rõ đâu. Có nhìn được mặt không? Đó. Thế được rồi. Ok. Trung Kiên Ô Tô chào tất cả anh em. Em có phục dựng chiếc xe cho bác Mùi ở Bắc Linh. Thì lúc bác gửi cho em là một chiếc xe gọi là nó xấu. Đấy thì bây giờ em phục dựng xong xuôi đây. Tất cả đồ đạc cái gì em có quay video cho bác rồi. Cái gì zin, cái gì lô, em nói rõ ràng. Còn quan điểm của em zin là zin. Còn lô hay linh kiện 1:1 hay là cái gì là nó là cái cách nói thôi. Vâng. Thì bác nhận xe bác đi thử bác cảm thấy thế nào? Xe chắc chắn đấy. Vâng ạ. Đấy chỉ thế thôi ạ. Ok không ạ? Ok. Vâng. Bác ít nói anh em ạ. Thôi thì nhà nhá, cái từ của bác thế này em đã ghi nhận rồi. Thì việc đầu tiên em vẫn nói lại là trong quá trình sử dụng, nó lỗi bất kỳ vấn đề gì, em có trách nhiệm bảo hành cho bác. Và em đã bảo hành rồi thì em không mong muốn nó lỗi, đúng không bác? Đó cho nên bác giúp em, ví dụ ở kia đơn cái này của anh, cái này của anh, thì em sẽ căn chỉnh giúp bác. Còn bác đi chịu khó dầu mỡ cho em và bác không lau chùi rửa tay cho em. Đấy, những cái đồ zin thì em cam kết rồi, cái đồ lô thì em nói rồi. Đấy, em cảm ơn bác rất nhiều nhé. Okay. Em chúc bác đi tốt dùng bền. Chúc bác gia đình thật nhiều sức khỏe, tài lộc bình hạnh phúc nhé. Ừ. Về nhà ngồi chứ. Không vấn đề gì. Thông cảm. Đấy. Quan trọng bác hiểu là được chứ còn em này đơn giản với em xong em về. Nhưng nhiều khách hàng của em đã không hiểu nên bảo là chuyển chưa? Nhiều khách hàng của mình không hiểu là bảo là đi giao xe là giao chỗ tối. Đã giao tối thì chớ rồi còn giao chỗ tối. Nhà nó hơi chật. Còn các bác tin tưởng em rồi thì nó đơn giản. Thế pin thì sao? Chào. Vâng. Cái nào quay tít ạ? Em xin cái mic. Đó. Xe đây anh em nhá. Chắc là mạng đấy, do mạng. Đây chị đang chuyển tiền. Đó. Nhà bác. Bán tạp hóa nên hơi chật. Quay. Mạng yếu thì thử vào cái này 4 giờ đi. Cho chị thoát hết ra làm lại. Nó ta lại em hay bị như thế mà. Cái tao ta lại này được. Cái mạng nó yếu. Đây là đất chật người đông rồi. Đất chật người đông mà. À, chỗ này nó là thị trấn rồi. Đấy. Bác kiểm tra lại đi. Nó chờ nó sáng đi em ạ. Đấy.
Số khung số máy thì chắc chắn là phải chuẩn rồi. Tôi kiểm tra cho số khung số máy đấy. Không, chắc chắn là chuẩn, bác yên tâm. Thế ví dụ mà không chuẩn thì sau này cái xe của bác lỗi thì xe em phải lỗi theo, đúng không? Nhưng chẳng dại gì mà cho sai ạ. À? Khóa một chìa hết. Đấy. Một chìa hết. Có được gửi lít xăng không? Chắc chắn là thoải mái ra cây xăng. Đây xoay đi. Thoải mái, thoải mái. Chỗ này bác đi 12 cây có được. Bác đổ đầy bình đi. Được rồi. Ok. Cảm ơn bác nhé. Cố gắng đi, có gì hỏng hóc kỷ niệm cho em. Còn ví dụ sau này bạn kèm giới thiệu cho em. Chúc kèm thành công anh em nhé. Chuyển tiền hơi khó tí kìa. Anh cảm ơn chị nhá. Ok chị nhá, em cảm ơn em về đây. Chào anh em nhá. Vâng.